Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Chương trình lần đầu tiên được triển khai trên mạng xã hội với sự bảo trợ của TikTok Live, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh TikTok chính thức của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và được chuyển tiếp trên YouTube, fanpage và website của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và tôi là Linh Nga sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, âm nhạc không chỉ là lịch sử mà còn là đời sống, là nhân dân, là tổ quốc. Vậy các nhạc sĩ trưởng thành sau chiến tranh, họ sẽ kể về nhân dân, về tổ quốc mình qua âm nhạc như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và đồng hành với Linh Nga cùng quý vị khán giả, xin trân trọng giới thiệu ca nhạc sĩ Giáng Son. Vâng, thưa. Thưa nhạc sĩ Giáng Son là một nhạc sĩ được sinh ra trong thời bình, khi đất nước đã liền một giải. Vậy thì nhạc sĩ có suy nghĩ gì về các thế hệ nhạc sĩ trưởng thành sau chiến tranh, kể câu chuyện về nhân dân, về tổ quốc mình bằng âm nhạc? Tôi cũng có một may mắn là khi sinh ra thì là đúng đất nước hòa bình. Thành ra là mình cũng chưa được chứng kiến bom đạn, thậm chí mình cũng chưa được nghe tiếng nổ bom ra sao cả. Thành ra là mình tìm hiểu qua phim ảnh, qua sách báo, qua những lời kể của bố mẹ, của ông bà. Và Giáng Son nghĩ rằng là cái giai đoạn hào hùng của dân tộc đấy thì sẽ là những cái ngày tháng không bao giờ quên. Và chúng tôi là những người thế hệ sau thì càng phải biết ơn và nhớ đến công lao của các bậc đàn anh đi trước. Và như chúng tôi là làm nghệ thuật và nhạc sĩ thì đây cũng là một cái đề tài rất là khó. Vì mình không thể trải nghiệm qua được, mình không thể chứng kiến, mình không được nhìn những cái giây phút như thế. Thì chúng tôi phải viết ra sao? Chúng ta mới viết ra sao mà nó vẫn phải có cái sự xúc động và vẫn phải nói lên được cái sự hào hùng của những cuộc cách mạng như vậy. Thì có rất nhiều những cái bạn trẻ hơn tôi thì bạn cũng đã viết những cái bài rất là nổi tiếng, thí dụ như là Lá cờ của Tạ Quang Thắng chẳng hạn, thì là một cái giọng điệu rất là trẻ trung. Thí dụ như là tôi thì tôi sẽ viết theo cái sở trường mình, đó là sẽ là hơi thính phòng, hơi cổ điển một chút nhưng mà vẫn pha trộn với cả cái sự hào hùng. Thì tôi cũng như là rất nhiều người bạn bằng tuổi tôi hoặc là trẻ hơn thì đây là một trong những cái đề tài mà rất là khó nhưng mà cũng rất là mong muốn được dấn thân thử vào để xem là mình có làm được hay không. Vâng, có thể thấy rằng là tình yêu tổ quốc vẫn luôn luôn được lan tỏa qua các thế hệ. Không phải chỉ có những người dân Việt Nam mà còn thể hiện thông qua các bản nhạc của các nhạc sĩ được sáng tác thông qua các thời kỳ khác nhau. Và có thể thấy rằng là các nhạc sĩ trẻ thì vẫn luôn luôn đồng hành cùng với dân tộc và thể hiện tình yêu nước thông qua âm nhạc. Và Linh Nga được biết rằng là nhạc sĩ Giáng Son cũng có tham gia vào cuộc vận động sáng tác Tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Vậy thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ? Có thể nói năm nay là một năm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thành ra là ngay từ cuối năm trước là tất cả các anh em nhạc sĩ đã rất là háo hức với những cái đề tài về Điện Biên. Và tôi cũng không nằm ngoài cái sự háo hức đó. Và các anh viết được những bài hát về Điện Biên rồi thì bắt đầu khoe nhau là em nghe xem là có hay hay không. Xong rồi là rất nhiều những ca khúc mà tôi thấy rất là hay, có mới mẻ, có trẻ trung, có nhưng mà vẫn có sự oai hùng. Và tôi cũng rất là hy vọng mình có thể viết một ca khúc về Điện Biên. Thì rất là may mắn là tôi được anh Phạm Hồng Điệp có gửi cho một bài thơ là Âm vang Điện Biên. Và anh Điệp thì lại là một người lính. Thế thành ra đã từng trải qua chiến tranh rồi. Và anh lại là một người rất là thần tượng Bác Giáp. Đấy, thành ra là anh cũng rất là hiểu rõ về Bác Giáp và hiểu rõ về Điện Biên Phủ. Thành ra là khi mà tôi đọc được bài thơ này thì ngay lập tức trong đầu tôi là đã vang lên nhạc rồi. Và tôi viết ca khúc này trong vòng độ khoảng 2 tiếng là xong. Và ca khúc này thì nó có 3 phần. Và để cho tạo một sự hào hùng và có một độ dài nó cũng phải tương đương một chút. Không thể nào mà quá ngắn được. Và thì phải truyền tải hết được cái thông điệp của bài hát. Và Giáng Son cũng rất là vui vì đây là một cái ca khúc mà khá là khó. Quãng rất là rộng,
hơn hai quãng tám một tí. Thế thì đối với một ca sĩ mà chắc chắn trong đầu Giáng Son là lúc đấy là phải là ca sĩ nam rồi, không phải là ca sĩ nữ. Thì một ca sĩ nam mà có một cái giọng hát mà phải hơn hai quãng tám vậy thì quả thực là bây giờ cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ khó. Mà lại phải hát được ra cái tính chất hào hùng của cuộc chiến Điện Biên thì phải làm sao đây? Và Giáng Son có nhờ nhạc sĩ Đức Tân, và nhạc sĩ Đức Tân có nói ngay là cái này phải là ca sĩ viết danh thì mới được. Thì Giáng Son đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Và Giáng Son rất là xúc động khi mà nghe cái bản master thu âm. Thì có thể nói là thậm chí viết danh là hoàn toàn còn không gặp Giáng Son để hỏi bài xem sao, mà viết danh tự vỡ bài. Thế nhưng mà phải nói là hát cực kỳ chuẩn luôn, không, Giáng Son không có gì để mà thất vọng cả, và vượt ngoài sự mong đợi của mình. Một cái bản master Giáng Son thấy rất là xúc động. Vâng, và có lẽ ngay bây giờ trên sân khấu của Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên thì Linh Nga cũng như quý vị khán giả cũng rất mong muốn sẽ được lắng nghe ca khúc này với phần thể hiện của nam ca sĩ viết danh, phải không ạ? Và ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Âm Vang Điện Biên. Trang lý tưởng dẫn soi đường theo dấu hào xưa, cha ông mở lối chiến dịch Điện Biên chấn động địa cầu. Trận Điện Biên sẽ màn đêm tăm tối như bạch đằng của thế kỷ 20, để lời Bác vang dội khắp non sông, tiến bước thu Giáng Son về một mới. Điện Biên ơi, máu đổ chiến hào, chung chung quân vang tiếng hành quân xung phong như vũ bão, chiến hào vẫn đỏ đất máu và hoa của năm xưa và hôm nay hòa lớn. Điện chung chảy từ ngàn xưa vẫn vọng, chỉ non sông qua một cõi lạc hậu để ngày nay và ngày sau gìn giữ rằng danh ngàn đời đất mẹ. Bước đi như sóng, bộ đội bộ binh dân công hòa
thanh âm vang, tiếng hành quân xung phong như vô bão, chiến hào vẫn đỏ đất máu và hoa của năm xưa và hôm nay hòa lớn, biết chung chảy từ ngàn xưa vẫn vòng chi non sông qua một cõi lạc hậu để ngày nay và ngày sau gìn giữ giang danh ngàn đời đất mẹ. Âm vang tiếng hành quân xung phong như vũ bão, chiến hào vẫn đỏ đất máu và hoa của năm xưa và hôm nay hòa lớn, tiếng chung chảy từ ngàn xưa vẫn vọng chi non sông qua một cõi lạc hậu để ngày nay và ngày sau gìn giữ giang danh ngàn đời đất mẹ. Vâng, rất tuyệt vời ạ, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn ca sĩ Viết Danh. Xin mời anh có thể nắn lại sân khấu để cùng giao lưu với khán giả của chương trình ạ. Vâng, xin chào anh Viết Danh ạ, và xin được cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả của chương trình hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe một sáng tác của ca nhạc sĩ Giáng Son, ca khúc mang tên Âm Vang Điện Biên với phần thể hiện của nam ca sĩ Viết Danh. Thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện lịch sử đã được dựng lên thông qua âm nhạc, thông qua âm nhạc. Và ở đó thì chúng ta thấy rằng là từ các lực lượng như là bộ đội công binh này, dân công hỏa tuyến này, hay là pháo binh, bộ binh cũng đều tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ với nghệ thuật quân sự rất tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì chúng ta đã có một chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và tất cả điều đó đã được thể hiện thông qua âm nhạc và thể hiện thông qua ca khúc Âm Vang Điện Biên của nhạc sĩ Giáng Son. Và xin được cảm ơn phần thể hiện rất tuyệt vời của nam ca sĩ Viết Danh. Vâng, ngày hôm nay tham gia chương trình Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên thì Linh Nga được biết rằng là nam ca sĩ trưởng thành trong màu áo lính. Và đặc biệt là anh được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Bình đầy nắng và gió, với hình ảnh người con rất là gan dạ kiên trung. Vậy thì chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Anh có cảm xúc như thế nào khi thể hiện một ca khúc rất hào hùng vừa rồi ạ? Vâng ạ, thật sự khi Viết Danh nhận được ca khúc này của nhạc sĩ Giáng Son thì Viết Danh khi nhìn bản nhạc đã bất ngờ, và kể cả giai điệu rồi cả cái lời bài hát nó thật sự rất hay. Và bất ngờ vì mình nghe chị Giáng Son rất là nhiều, nào là Giấc Mơ Trưa, Hà Nội 12 mùa hoa, rất là đẹp, rất long lanh. Và bất ngờ khi mà chị đã viết lên một ca khúc này thật sự rất ngắn trong mấy phút thôi, nhưng mà đã nói lên cả một cái chặng đường dài của mặt trận Điện Biên Phủ, và nói lên được cái sự hào hùng, sự chiến đấu hy sinh gian khổ, cái sự hy sinh thầm lặng cũng như cái sự chiến đấu rất là oanh liệt và rất kiên cường của dân tộc, tất cả cả nước cùng đồng lòng và cùng chung sức để có một Điện Biên đại thắng. Vâng, quả thật là tuyệt vời. Và Viết Danh thật sự trong những cái ngày tháng Điện Biên, 70 năm Điện Biên này, Viết Danh được hát rất nhiều ca khúc về Điện Biên, đặc biệt những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Và hôm nay một ca khúc nó thật sự rất mới, và nó lại có cái hơi thở rất là mới, nhưng mà trong đó nó có cái gì, nó tinh thần dân tộc rất là lớn, và nó có một cái truyền cho hơi thở cho không những Viết Danh đâu, khi Viết Danh hát rồi, cái hơi thở mới mẻ của mình nó truyền đến cả cái, thứ nhất là cả các cái thế hệ trẻ, người ta cảm nhận cái điều đó và rất nghe rất là dễ vào, rất là thấm, nhưng mà nó lại giữ được cái bản sắc, cái truyền thống và sự hào hùng ở trong cái ca khúc, nó lại của dân tộc, của những người đi trước. Đấy là một cái điều mà Viết Danh thật sự rất là công nhận bất ngờ về chị Giáng Son về ca khúc này. Cảm ơn Viết Danh rất nhiều. Đặc biệt đấy, chị Giáng Son quá làm khó Viết Danh qua ca khúc này luôn, vì thật sự là lâu lắm, hiếm lắm mới có một ca khúc hơn 2 quãng 8 mà Viết Danh thể hiện, mà nó thực sự không dễ đâu quý vị ạ, thật sự là không dễ ạ. Thực ra là Giáng Son với Viết Danh có gặp nhau một đợt trước rồi đấy đúng không? Thì hai chị em cũng nhắn nhủ với nhau là chị em mình là vẫn chưa có những cái việc gì mà cộng tác với nhau, vẫn chưa thu âm bài của chị bao giờ. Thế thì vẫn dặn là khi nào chị có bài nào mà hợp thì nhờ Viết Danh hát nhé. Đấy. Đúng. Thế là như bây giờ là đã có nhá. Vâng ạ. Sự tuyệt vời.
Vâng ạ, với những cái sự bất ngờ mà anh vừa chia sẻ với một sáng tác mới của nhạc sĩ Giáng Son trong đợt tham gia cuộc vận động sáng tác tháng âm nhạc bài ca Điện Biên, vậy thì anh có thể chia sẻ cái dự đoán của anh về giải thưởng của tác phẩm này được không ạ? Anh nghĩ là tác phẩm này sẽ đạt giải mấy ạ? Thật ra để có một ca khúc Việt viết về Biển Đêm hiện tại như bây giờ này cũng không phải đơn giản. Về để bây giờ viết được, đặc biệt là thế hệ đi sau không được chứng kiến, nhưng mà mình được nghe, được trông thấy, được qua các hình ảnh, được các thông tin đại chúng là mình nắm được. Nhưng mà để có những ca khúc mà thế hệ sau viết hay thì cũng khó. Viết danh thì không dám nói nhiều, nhưng mà với cái cảm nhận của mình, với cái giai điệu ca từ và cái kỹ thuật và cái sự độ khó của khúc thì mình đã nghe và hiểu được rồi và mình thấm được rồi, nên mà viết sẽ cũng hy vọng thôi, và hy vọng là trong cái đợt này ca khúc sẽ được vang lên nhiều hơn và có một cái vị trí, đặc biệt cái quan trọng hơn là có một cái vị trí trong lòng người nghe và để lại cái dấu ấn trong lòng người nghe. Đó là cái giải thưởng cao nhất. Đúng, có lẽ là Viết Danh nghĩ như thế. Đúng, chính xác là thế. Chị cũng giống Viết Danh, tức là nếu mà ca khúc được đứng lại trong lòng các khán giả và được mọi người nhớ đến thì đấy là điều hạnh phúc nhất của nhạc sĩ, đúng không ạ? Và cả ca sĩ nữa. Mà được giải nữa thì càng tốt chứ nhỉ? Được giải thì càng tốt. Vâng ạ, với những chia sẻ đó thì Linh Nga cũng xin được bật mí lại với lại nhạc sĩ Giáng Son và nam ca sĩ Viết Danh là tháng âm nhạc bài ca Điện Biên trong cuộc vận động sáng tác này là ban tổ chức có thêm một giải, đó là giải sáng tác được yêu thích nhất thông qua hoạt động bình chọn. Vậy thì nếu như yêu thích ca khúc Âm Vang Điện Biên của ca nhạc sĩ Giáng Son, hãy thể hiện sự tương tác với Hội Nhạc sĩ Việt Nam bằng cách like, share và comment vào tác phẩm được đăng tải dự thi trên kênh TikTok chính thức của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thưa quý vị. Vâng ạ, hiện tại thì Linh Nga đang thấy rằng là có một khán giả có tên là Lam Lam có bình luận rằng là giao lưu với chị Giáng Son mà không nói về ca khúc Giấc Mơ Trưa thì phí. Chị có thể chia sẻ về ca khúc này được không? Quả thực là Giáng Son có thể bật mí với các bạn là Giấc Mơ Trưa đến nay là tròn đúng 20 năm. 2004 là Giáng Son viết ca khúc này. Và 2005 thì tham gia Ba Hát Việt và được giải ca khúc của tháng. Sau đó là được giải nhạc sĩ ấn tượng của năm. Thì trời, một ca khúc mà đã được 20 năm rồi và vẫn được mọi người nhắc đến và mọi người nhớ đến thì Giáng Son cảm thấy quá là hạnh phúc. Và Giấc Mơ Trưa có một cái sự thành công như bây giờ là cũng có một cái phần rất là lớn, đó là cái phần lời thơ rất là đẹp của anh Nguyễn Vĩnh Tiến và kết hợp với cái phần nhạc của Giáng Son. Quả thực đây là cái lần đầu tiên mà hai anh em gặp nhau. Thế xong rồi hai anh em đề nghị cộng tác với nhau, tức là Giáng Son đưa giai điệu và anh Tiến viết lời. Thế nhưng mà không ngờ nó lại rất là hòa hợp với nhau và nó đến tận bây giờ mọi người vẫn yêu thích Giấc Mơ Trưa. Vâng ạ, trong chương trình ngày hôm nay khi đến tham gia chương trình thì Linh Nga được biết rằng là các nhạc sĩ Giáng Son còn có những cái phần quà dành tặng quý vị khán giả. Liệu ngay bây giờ chị có thể bật mí được không ạ? Giáng Son mới ra mắt một cái album gọi là Sing My Son. Thì Giáng Son xin được gửi tặng 5 CD cho các khán giả. Dạ vâng. Thì thể thức như nào thì chắc là MC nói hộ các bạn. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Ngày hôm nay thưa quý vị, ca nhạc sĩ Giáng Son đã mang đến cho toàn thể quý vị, những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, đó chính là 5 CD mang tên Sing My Son. Và hãy để lại địa chỉ, số điện thoại hoặc Zalo ở trên phần comment của chúng tôi để chúng tôi có thể kịp thời liên hệ và gửi quà tặng dành cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay bây giờ có lẽ để nhắc đến ca nhạc sĩ Giáng Son thì chúng ta không thể nào không nhắc tới ca khúc Giấc Mơ Trưa, ca khúc mà đã tồn tại trong suốt hơn 20 năm vừa qua. Vậy thì ngay lúc này, Linh Nga cũng như toàn thể quý vị khán giả cũng rất mong muốn sẽ được lắng nghe ca khúc này với phần thể hiện của ca sĩ Giáng Son. Xin mời chị ạ. Vâng ạ, Giáng Son với ca khúc Giấc Mơ Trưa, Giáng Son xin được nhờ phần đệm đàn của nhạc sĩ Trần Đức Minh ạ. Một ngày trăng nguyệt, một mùa nghiêng nghiêng,
cánh cò những cuối tre. Em về nơi đây, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời hay là mưa cuối tre. Và gió theo em trôi về cơn đêm, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm, mùa đã quên đi những lần em buồn. Từng gió chân xưa trên đường em về, giờ đã ra hoa nhưng nhanh hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chuông Giáng Son và nhạc sĩ Trần Đức Minh đã vừa cho toàn thể quý vị lắng nghe một bản ballad rất Việt Nam và được cất lên từ chính giọng hát của tác giả của bài hát, đó chính là ca khúc Giấc Mơ Trưa. Và thưa quý vị, đây cũng là lần đầu tiên Linh Nga được lắng nghe ca khúc này trực tiếp tại sân khấu, và đặc biệt lại được lắng nghe chính tác giả của ca khúc hát bài này, và cảm thấy rằng là cái khung cảnh thiên nhiên của làng quê Việt Nam được hiện lên rất trong lành, rất thơ mộng thông qua giọng hát của chị Giáng Son nữa. Tất cả những hình ảnh như là cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời, hay là những hình ảnh của con dòng sông, của con đường, hay thậm chí là hình ảnh của một tiếng chuông chùa rất Việt Nam, phải không ạ? Và tất cả điều đó đã tạo nên một cái không gian âm nhạc rất trong lành, rất thơ mộng. Và đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới tiếng đàn của nhạc sĩ Trần Đức Minh đã vừa mang lại cho quý vị một không gian âm nhạc rất tuyệt vời. Vâng, quay trở lại với ca nhạc sĩ Giáng Son thì Linh Nga vừa được thấy rằng là chị có bật mí cho khán giả của chương trình ngày hôm nay về album Sing My Son của mình. Vậy thì ngay lúc này chị có thể chia sẻ nhiều hơn về album này được không ạ? Vâng, tháng 11 2023 thì Giáng Son bỗng nảy lên một cái ý định là muốn tự hát những ca khúc của chính mình. Thì Giáng Son tất cả là tại anh Minh.
Tại vì là trong lúc hai anh em chơi đàn với nhau với cả nhóm M6 thì anh Minh có đệm đàn cho Giáng Son hát, thì mọi người bảo là hát được mà cũng kiểu có cảm xúc đấy. Cái thế mạnh lớn nhất là có cảm xúc đấy. Thì Giáng Son bảo thế tự nhiên tại sao không nhỉ? Thế mình tự thử hát những bài của mình xem sao. Thì mới đầu là nhờ anh Minh anh hòa âm anh đệm bộ em với. Thì là anh Minh đồng ý ngay, anh Minh bảo làm luôn, tức là coi là hai anh em làm. anh em là và trong thời gian làm thì mới đầu chỉ là định chơi thôi, chỉ định chơi giữ làm kỷ niệm hoặc là có thể là đưa cho một số bạn bè nghe thôi. Thế nhưng mà xong rồi đến lúc mà làm master xong thì cái bạn âm thanh bạn bảo nghe cũng được chứ ạ. Thế là mình cũng hỏi ý kiến một số anh em bạn bè nhạc sĩ rồi là mọi người nghe xem sao. Thì là mọi người bảo cũng có thể được ra, cứ thử tự tin ra album xem ra. Thế là lập tức là tổ chức một cuộc họp báo vào 16 tháng 11 năm 2023. Thì đằng sau có họp báo là Sing My Son. Cái tên Sing My Son này cũng là tại anh Minh luôn. Tại vì là mới đầu Giáng Son định đặt tên là Sing My Song. Đấy. Thế nhưng mà anh Minh lại nghe nhầm là Sing My Son à. Đấy. Thế thì Giáng Son mới nói là trời ơi một cái tên quá là hay. Đấy mà lại tên là tên mình nữa luôn. Thế không phải là Son xếp gì hết nữa mà là Son luôn. Thế thành ra là đối với cái album này thì là công của anh Minh rất là lớn. Vì từ cái tên là cũng là anh Minh. Và phần ghi âm và phần guitar và phần hòa âm thì cũng là đều của nhạc sĩ Trần Đức Minh. Vâng, có thể thấy rằng là một cái cơ duyên rất lớn của ca nhạc sĩ Giáng Son với nhạc sĩ Trần Đức Minh đã cho chúng ta có được một CD với một cái tên rất tuyệt vời, đó là Sing My Son. Vậy thì nhiều người nói rằng là đùa vui và nói là đây là một giọng ca mới của một nhạc sĩ quen để nói về album này. Vậy thì Linh Nga từ trước đến giờ thì vẫn luôn luôn nghe và biết rằng là chị xuất hiện với tư cách là một nhạc sĩ. Và cũng khá bất ngờ khi mà được lắng nghe nhạc sĩ Giáng Son xuất hiện với tư cách là một ca sĩ trong album Sing My Son này. Vậy thì trong số tất cả những tác phẩm được thể hiện ở album thì để lựa chọn một ca khúc để dành tặng cho quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, chị sẽ lựa chọn ca khúc nào ạ? Giáng Son sẽ xin được dành tặng tất cả mọi người một ca khúc nữa. Đó là ca khúc Anh. Và ca khúc này Giáng Son viết năm 1995. Khi mà đang học Đại học 1 sáng tác của Nhạc viện Hà Nội thì lúc này là hình như là có yêu thầm một anh nào đấy sao? Thành ra viết ca khúc này với một cái tâm thế là rất rất là trong sáng. Mời mọi người lắng nghe. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một sáng tác viết về tình yêu, ca khúc mang tên Anh với phần thể hiện của ca nhạc sĩ Giáng Son. Mời quý vị cùng thưởng thức. Anh
dây lát trong trái tim anh. Đừng để em trông xa bằng cô đơn, làm tan một tình yêu khát khao. Người yêu hãy hãy đến bên em, đừng để em mãi mãi mong chờ. Chờ xa lạ vì ai, giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xóa nhòa muôn đời. Yêu mãi anh, người yêu hãy hãy đến bên em, đừng để em mãi mãi mong chờ. Chiều rơi là vì ai, giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xóa nhòa muôn đời. Yêu mãi anh, yêu mãi anh, yêu mãi anh. Xin cảm ơn ca nhạc sĩ Giáng Son cùng với tiếng đàn của nhạc sĩ Trần Đức Minh đã vừa mang lại cho chúng ta một không gian âm nhạc về tình yêu rất nồng nàn, rất da diết, rất tình. Vâng ạ, Linh Nga được thấy rằng là trên nền tảng mạng xã hội TikTok của chúng ta thì đang có rất nhiều khán giả tương tác cùng với chương trình và cũng đã dành được rất nhiều lời khen cho chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đặc biệt là nhạc sĩ Giáng Son. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn mọi người. Và Linh Nga thấy rằng là hiện nay đang có một khán giả có tên là Yến Nhi có câu hỏi là: chị Giáng Son ơi, chị hát bài gì mà có câu thời gian như ngủ ngon rất xưa còn trong nỗi niềm đi chị? Và em xin đăng ký một CD Sing My Son chị nhé. Tuyệt vời. Giáng Son có một ca khúc gọi là Nếp Ngày, cũng là lời thơ của anh Nguyễn Vĩnh Tiến. Thì nó có đúng là cái câu bạn nhắc đến, là thời gian như trước, thời gian như câu nói đuôi câu vẫn... thời gian... Chị đang sáng tác bài này khi nào ạ? Giáng Son cũng sáng tác vào khoảng năm 2000. Năm 2005 mà. Cho đến thời điểm bây giờ thì cũng đã rất là nhiều năm rồi. Và có lẽ thì một chút quên cũng không sao cả. Không, vừa nãy rất là thuộc nhưng mà tự nhiên bây giờ hỏi cái thì là bị quên mất. Vâng, còn và có lẽ ngay bây giờ thì khán giả của chương trình cũng rất mong muốn là sẽ được lắng nghe ca khúc này trên sân khấu của Tháng Âm Nhạc Bài Ca Điện Biên. Vâng, Giáng Son rất là vui khi giới thiệu mọi người ca khúc Nếp Ngày, lời thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến và qua sự thể hiện của ca sĩ trẻ Huyền Anh Yoko ạ. Và đệm đàn nhạc sĩ Trần Đức Minh ạ. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức. Chiều nay con đường xa vẫn bay về những góc trời, dòng sông cũng bay và tôi cũng bay, những giờ ta thời gian những ngủ mơ rất xưa còn trong nỗi niềm buồn vui kéo nhau từ trong chiếc nôi bước đi về tháng năm. Thời gian ơi sao cứ trôi những câu nói đùa theo trên bốn mùa, và tôi ơi sao mắc cay khi tôi nhớ về kỷ niệm xa rất xa. Thời gian ơi sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời, và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp thân tôi trong xa. Thời
con đường xa vắng bay về những góc trời. Dòng sông cũng bay và tôi cũng bay, nhưng giờ ta thời gian như một ngôn gia xưa còn chưa nói niềm buồn vui kéo nhau từ trong chiếc nôi bước đi về tháng năm. Thời gian ơi sao cứ trôi những câu nói đùa theo chân bốn mùa, và tôi ơi sao mắt đầy khi tôi nhớ về kỷ niệm xa xa xa. Thời gian ơi sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời, và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân tôi trong Trần Đức Minh đã vừa mang lại cho quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son ca khúc Nếp Ngày. Và Linh Nga cũng xin mời ca sĩ Huyền Anh Juko sẽ cùng ở lại sân khấu để cùng giao lưu với khán giả của chương trình được không ạ? Vâng, và lời đầu tiên thì xin được cảm ơn ca sĩ Huyền Anh Juko đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn MC Linh Nga rất xinh đẹp và xin gửi một chào đến cô Giáng Son, anh Đức Minh cũng như là toàn thể các anh chị ekip cũng như là tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Cảm xúc của bạn như thế nào khi tham gia chương trình của chúng tôi ạ? Ôi, em cảm thấy rất là ấm áp đấy ạ. Bởi vì em với cô Son thì đã đứng chung rất nhiều các sân khấu sự kiện rồi, thì thường sẽ lấp lánh hơn và nó diễn ra rất là nhanh. Thực sự như thế, nhưng ngày hôm nay khi được ngồi ở đây, đầu tiên em rất là bất ngờ với ca khúc Điện Biên Phủ của cô, rất là hay. Con ở dưới con bảo là thế mà con không được hát. Em vì hay quá. Bởi vì quý vị thân mến, em cũng là một học sinh của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đối với em, hình ảnh của một người chiến sĩ nó cũng đã là đi in hằn vào em từ những năm em bắt đầu học trong trường rồi, nên là tất cả những ca khúc mà hát về những người chiến sĩ hay là những ca khúc hát về những cuộc kháng chiến, em cảm thấy là thực sự rất là tự hào và một cái gì đó là thôi thúc lắm, mỗi lần nghe là muốn được hát. Vậy nên là cô có phiên bản nữ dành cho con hát rồi nhá. Vâng, và có lẽ chính vì vậy mà ngày hôm nay khi mà theo dõi các nền tảng mạng xã hội của Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì Linh Nga thấy rằng là số phát sóng của chương trình nhận được rất nhiều lời khen của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và đặc biệt hiện nay thì đang có một khán giả có tên là Bắc ạ. Khán giả Bắc có mong muốn được lắng nghe chị Giáng Son và Huyền Anh Juko cùng thể hiện một ca khúc nào đó dành tặng quý vị khán giả. Hai cô trò thực ra là khá là thân nhau, thành ra là cũng hay hát chung với nhau. Thành ra là cũng đơn giản nhá, đúng không? Giờ không nhiều có bài gì là khó hát hay gì ạ. Có thể là với không khí này, chúng ta đang ở Hà Nội, đang những ngày rất là mát mẻ, đẹp trời. Và Giáng Son muốn dành tặng đến cho mọi người một ca khúc Hà Nội 12 Mùa Hoa với một bản phối mới rất là đáng yêu. Bossa Nova của nhạc sĩ Trần Đức Minh. Và các bạn sẽ thấy là không chỉ là một Hà Nội trữ tình lãng mạn mà một Hà Nội cũng rất là dí dỏm, rất là vui tươi nữa và tràn đầy sức sống. Vâng, và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cùng đến với ca khúc Hà Nội 12 Mùa Hoa với phần thể hiện của ca nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Huyền Anh Juko với phần đệm đàn của nhạc sĩ Trần Đức Minh.
giêng, tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tiếc bia những gương mặt buồn. Tháng ba bớt chút một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa ken mỏng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy giữa phượng đỏ, hồ tây nghe thương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoang ngâu tháng tám. Mùa hoa xưa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa khúc khen. Tình yêu thế chung tìm biệt thạch thảo, rực rỡ cuối đông cài vang bên xa. Thôi như xa đau bừng nền, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tiếp bia những gương mặt phố. Tháng ba bớt chút một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư lo ken mộng mây, những góc phố còn đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa ngâu tháng tám. Mùa hoa xưa rơi đẹp chim nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Thạch thảo rực rỡ cuối đông cài vòng bên sông, là những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ như ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ. Và ca sĩ Huyền Anh Yoko cùng tiếng đàn của nhạc sĩ Trần Đức Minh đã vừa mang đến cho toàn thể quý vị một không gian âm nhạc về phố phường Hà Nội. Chúng ta thấy rằng một bức tranh thập nhị bình của Hà Nội hiện lên được đan xen giữa nét truyền thống cùng với nét hiện đại. Có sự kết hợp rất uyển chuyển, rất nồng nàn và được thể hiện thông qua cái bản phối vừa rồi. Rất đáng yêu ạ. Vâng ạ, xin mời nhạc sĩ Giáng Son sẽ tiếp tục quay trở lại để chúng ta sẽ cùng tiếp tục giao lưu với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, và khi mà ca nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Huyền Anh Yoko có thể hiện tác phẩm Hà Nội 12 mùa hoa thì đã có rất nhiều khán giả bình luận nói rằng là hay quá, trên cả tuyệt vời. Ví dụ như là khán giả Lam Lam có nói rằng bài này siêu hay. Rồi tiếp tục là một khán giả có tên là Mẫn Nhi nói rằng là bài này nghe hoài niệm quá. Hay quá ạ. Rất rất nhiều những comment của khán giả đang theo dõi chương trình và có sự ủng hộ rất nhiệt tình với các tác phẩm của ca nhạc sĩ Giáng Son được thể hiện trong chương trình ngày hôm nay. Giáng Son cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, và đặc biệt hơn nữa thì tiếp tục có một khán giả có tên là Thế 111 thì cũng có mong muốn rằng là sẽ được tiếp tục lắng nghe nhạc sĩ Giáng Son cùng với ca sĩ Huyền Anh Yoko thể hiện tiếp tục một ca khúc song ca nào đó. Vâng ạ. Vâng, và tiếp tục sẽ là một tác phẩm mang tên Thu Cạn với phần thể hiện của ca sĩ Huyền Anh Yoko. Xin mời ạ. Dạ vâng ạ.
Thu Cạn ạ, à, Huyền Anh ạ. À. Mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Thu Cạn ngay sau đây. Không còn gì cho nhau, em thả chiếc lá khô rơi rơi trong chiều đầy gió gió gió. Không còn gì cho nhau, quán cà phê đang dâng cơn buồn, những điệu buồn xa diết đáng cả những viên đường. Một hai ba bốn chiếc lá thả vào buổi chiều đầy gió, chiếc lá đi hoang rơi xuống đêm thơ lãng thả vào mọi điều vắng nghe, thả vào mọi điều chưa nói, hãy thả muộn phiền, hãy thả nỗi buồn, hãy thả cuộc tình do con chợt nhìn lại thấy mình đã như chiếc lá rơi xa để cạn kiệt mùa. Không còn gì cho nhau, em thả chiếc lá khô rơi rơi trong chiều đầy gió gió à, gió à. Không còn gì cho nhau, quán cà phê đang dâng cơn buồn, những điều buồn xa xưa đắng cả những viên đường. Một hai ba bốn chiếc lá thả vào buổi chiều đầy gió, chiếc lá đi hoang rơi xuống đêm sâu lãng quên. Thả vào mọi điều vô nghĩa, thả vào mọi điều chưa nói, do quên phát chợt nhìn lại thấy mình đã như chiếc lá xanh xe xe vàng để cạn kiệt mùa thu. Thả vào mọi điều vững, thả vào mọi điều chưa nói, em thả muộn phiền, em thả nỗi buồn, em thả cuộc tình do quên. Phải chợt nhìn lại thấy mình đã như chiếc lá xanh xe xe vàng để cận kề mùa. Bài hát của hai cô Giáng Son ạ. Vâng ạ, cảm ơn Huyền Anh yêu cô ạ. À, vâng ạ, Linh Nga thấy rằng là có khán giả có để lại bình luận là bài Thu Cạn này hay nhưng khó hát, và có khen là Huyền Anh hát rất hay, và cũng có đặt một cái câu hỏi như sau ạ.
khán giả Thế Anh có nói rằng là có phải bạn Huyền Anh Yoko đã từng là á quân của X Factor 2016 hay không ạ? Dạ vâng ạ. Rất là cảm ơn bạn đã nhận ra sau 7 hoặc 8 năm đăng quang rồi vẫn nhận ra, chứng tỏ là nhan sắc vẫn chưa mờ phai mấy ạ. Dạ. Vậy thì cái hành trình sau khi tham gia cuộc thi và cho đến thời điểm hiện tại thì có điều gì mới trong hành trình âm nhạc của bạn không ạ? Mình thấy thì âm nhạc rất là thú vị ở một điều là ở mỗi một cái lứa tuổi thì mình sẽ cảm nhận về nó khác nhau. Ví dụ như là 6-7 năm trước thì mình có hoạt động trong một cái nhóm nhạc tên là S-Girl. Hồi đó thì mình mặc quần thụng, đồ sexy, hát nhạc nó là cái nhạc hơi hip hop mà có cả đọc rap và vừa hát vừa nhảy. Nhưng mà đến hiện tại thì mình lại thích những thứ âm nhạc nó đằm thắm hơn, nó nhẹ nhàng hơn, cũng như đi vào lòng người hơn. Chắc có lẽ là con cũng có tuổi rồi cô ạ. Cũng ít thôi, không sao. Linh Nga được biết rằng là bạn có tự sáng tác một tác phẩm âm nhạc và thể hiện ca khúc đó. Linh Anh rất là nhiều tài. Vâng ạ, và Linh Nga muốn bạn chia sẻ nhiều hơn về điều đó được không ạ? Thực ra thì cách đây là chắc cũng 8 năm đấy ạ, thì hồi đó con chưa biết gì cô ạ. Con cứ thích thì con sáng tác thôi, mà mạnh mẽ đến mức độ là sáng tác xong tự làm single, tự hát luôn. Sản xuất đấy. Tự hát tất cả luôn, nhưng có lẽ bây giờ thì chơi với cô mới thấy là ui chưa chết rồi, với bài của mình cất hết đi, đừng để cô nghe ạ. Rất là ngại, rất là ngại. Bao giờ cũng phải có những cái lúc đầu tiên như vậy. Đấy. Thì nhưng mà cô cũng là một nguồn động lực rất là lớn cho Huyền Anh, thì cô cũng động viên là cứ sáng tác đi. Có gì cô sẽ sửa, mà mình thấy cũng rất là hay là khi mình càng đi sâu vào sáng tác hoặc là mình càng hát nhiều thì mình càng tìm thấy được cái âm nhạc của mình hơn. Mình nghĩ là sau ngày hôm nay, sau bài Điện Biên của con không nghĩ là cô sáng tác được nhạc Thính Phòng hay đến như thế. Con sẽ phải, hay là con có nhìn nhận sai điều gì không cô? Chắc là hơi sai, tại vì 17 năm học piano cổ điển đấy thì là cái chất Thính Phòng nó ngấm quá sâu trong người cô rồi. Đó. Vâng, vừa rồi thì nhạc sĩ Giáng Son cũng như là Huyền Anh cũng nói rằng là Huyền Anh có rất nhiều sáng tác, tự mình sáng tác. Vậy thì ngày hôm nay với người thầy của mình ngồi cạnh ở đây thì bạn có thể thể hiện một ca khúc nào đó mà bạn đã tự sáng tác và tự sản xuất single đúng không ạ? Dạ vâng, em thì được cái cũng giống cô em ở một điều là tự sáng tác thường không nhớ lời. Chắc là rất là cảm ơn lời đề nghị của Linh Nga, nhưng mà có lẽ vào một dịp khác. Hay là con hát một câu cũng được nhá. Tại vì cũng giống cô thôi, có nhớ đôi nào. Tại vì quá lâu rồi. Ok, một bài hát, thưa quý vị, là 7-8 năm trước chúng ta có một cái trend là có hai từ là ví dụ như mình không biết nói gì nữa thì mình hay nói là cạn lời. Và đó là lý do ca khúc Cạn Lời ra đời. Ngày xưa con ngây ngô quá cô ạ. Cực kỳ trend luôn. Đêm chân buông mình em còn chẳng xa, nhìn xuống đèn phố đêm lên đầy huyền áo, em lặng im mà mơ thề thề rằng sẽ đã ra ra đấy, kiểu như thế không ạ? Em không thể nhớ lời nữa chị Linh ạ. Thế thì chị phím em từ trước, có phải là em anh Minh vào rồi? Anh Minh vào rồi. Bạn em lặng im mà mơ về những ngày thật hạnh phúc, con không biết nữa đâu. Cảm ơn anh Minh ạ. Nhạc anh Minh đang hay anh lắm. Đúng luôn anh Minh ạ. Anh thực sự đúng là một nhạc sĩ tài ba đã. Đúng luôn chị ạ. Đúng luôn. Vâng, tiếc với là em không thể nhớ lời. Lâu hứng dạ, như vâng. Thế này thì dạ, đã vâng có ạ. Rất nhiều khán giả có bình luận là hai cô trò nhà này dễ thương quá. Dễ thương quá với phần âm nhạc, mặc dù rất ngắn gọn thôi nhưng mà thấy rằng là rất đáng yêu, không phải chỉ ở cô đâu mà ở trò nữa. Vâng ạ, và ngay bây giờ thì Linh Nga cũng thấy là có một khán giả có tên là Dương Phạm ạ. Có dành lời khen tới nhạc sĩ Trần Đức Minh. Và rất mong muốn rằng là nhạc sĩ có thể dành tặng khán giả một ngẫu hứng một bản guitar nào đó đúng không ạ? Vâng, có lẽ là ngay bây giờ thì không phải chỉ là tác phẩm của Huyền Anh sáng tác, mà ngay bây giờ thì xin mời nhạc sĩ có thể ngẫu hứng phiêu một bản nhạc nào đó khác được không ạ? Xong cô sáng tác luôn ạ. Dạ, Giáng Son xin được giới thiệu, tại vì có thể là nhiều người, anh Minh là một người rất là tài, nhưng mà anh Minh vẫn là hơi ẩn, đấy. Và thì anh Minh vừa ra một cái album với cả ca sĩ Trần Thu Hà, Những Dòng Sông Ngón Tay, một album cực kỳ là đặc biệt, rất là chất ạ. Mọi người có thể mua album hoặc là nghe trên các nền tảng số. Và anh Minh hoàn toàn là người sáng tác và phối khí toàn bộ cho album đấy ạ.
anh Minh hoặc là anh Minh có thể đánh một chút. Hòa Thanh này dễ ra bài anh nhở? Hòa Thanh hay như này là mình có thể viết được ca lời giai điệu trên rất là nhanh đấy. Rất con nghĩ là con chờ có thể dụ ngồi thêm khoảng 4-5 phút nữa với cả anh Minh con sẽ được ra cạn lời hai ạ, cạn lời hai. Con hãy học đàn guitar anh Minh đấy. Vâng ạ, xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Đức Minh với tiếng đàn vừa rồi ạ. Và tiếp tục thì Linh Nga thấy rằng là vẫn là khán giả có tên là Phạm Đình Dương ạ, cũng có nói rằng là đăng ký 2 CD của nhạc sĩ Giáng Son. Tuy nhiên thì hiện tại thì Linh Nga thấy rằng là ở ban tổ chức chỉ còn 1 CD thôi ạ. Thì không biết là nhạc sĩ Giáng Son sẽ xử lý như thế nào ạ? Ôi may quá, Giáng Son mang có vẻ là nhiều hơn 5 cái CD, thành ra là sẵn sàng là tặng bạn 2 cái CD. Vâng ạ, rất tuyệt vời, còn chần chờ gì nữa. Và xin mời bạn chúng ta hãy để lại thông tin liên lạc ở phần comment và chúng tôi sẽ kịp thời liên hệ với bạn để có thể gửi quà tặng của ca nhạc sĩ Giáng Son ạ. À, vâng, và trong một cái không khí đang rất vui như thế này thì Linh Nga cũng rất mong muốn là sẽ tiếp tục được lắng nghe sự kết hợp của Huyền Anh Yoko và ca nhạc sĩ Giáng Son cùng với nhạc sĩ Trần Đức Minh với một tác phẩm nào đó. Có lẽ trong cái không gian này thì mình sẽ hát một ca khúc vui tươi đi, đúng không? Dạ, vâng, em mình thấy như này, cô em thì sáng tác được đa dạng lắm. Thực sự đa dạng, hát về tình yêu quê hương đất nước thì nó nhiều rồi. Còn cô còn có thể là khai thác được rất nhiều các cái góc cạnh khác của trong xã hội, trong đời sống ấy. Thì em rất là thích cái bài hát của cô, là một bài hát không bao giờ buồn, được tên là Hãy Mỉm Cười. Nghe thôi là đã thấy không buồn dạ, rồi ạ. Vâng ạ. Giáng Son có đọc một quyển sách nói rằng là khi mình mỉm cười với cả mọi người, kể cả những người mình không quen biết, thì cái nụ cười đấy làm cho người ta ấm áp. Có thể là họ đang rất đau khổ thì tự nhiên họ cũng sẽ bớt buồn đi. Thế thành ra là mọi người hãy mỉm cười mọi người thật là nhiều, hãy mang đến niềm vui mọi người thật là nhiều. Vâng, ngay bây giờ mọi người lắng nghe ca khúc Hãy Mỉm Cười. Nắng xua màn đêm, nụ cười là hơi ấm xua lạnh băng, nụ cười là nước mắt trong lành làm dịu hơn đêm. Nụ cười làm hạnh phúc đến thật nhanh, nụ cười làm cuộc sống thêm tươi đẹp, nụ cười làm cho chúng ta gần nhau mãi bên nhau. Trái tim đừng sợ hãi tối tăm, hãy cho nụ cười đến những người thân và những người bạn mới chưa từng quen. Điều kỳ diệu sẽ đến bất ngờ từ nụ cười tươi. Nụ cười làm bừng sáng tâm hồn ta, nụ cười làm lấp lánh những hy vọng, nụ cười làm rạng rỡ gương xuân màn đêm, nụ cười là hơi ấm xưa lạnh băng, nụ cười là nước mắt trong lành làm dịu hôn ta. Nụ cười làm hạnh phúc đến thật nhanh, nụ cười làm cuộc sống thêm tươi đẹp, nụ cười làm cho chúng ta gần nhau mãi bên nhau. Đừng buồn nữa trái tim, đừng sợ hãi
Vâng ạ, một ca khúc có tính kết nối cộng đồng rất cao và rất trẻ trung, mang lại cho quý vị khán giả một cái thông điệp rất tuyệt vời, đó là luôn luôn mỉm cười trước mọi sự biến đổi của cuộc sống, phải không ạ? Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Huyền Anh Yoko, cảm ơn tiếng đàn của nhạc sĩ Trần Đức Minh đã vừa mang lại cho chúng ta một không gian âm nhạc rất trẻ trung vừa rồi ạ. Vâng, và tiếp tục quay trở lại với ca nhạc sĩ Giáng Son, thì có các khán giả đang theo dõi chương trình thì có đặt câu hỏi như sau ạ. Chị Giáng Son ơi, không phải giới trẻ chỉ thích những ca khúc dễ nghe, dễ hát đâu. Có phần là tại các ca sĩ, nhạc sĩ cứ viết ra những ca khúc dễ dãi đó chứ. Nếu có ca khúc hay, bọn em vẫn thích mà. Giáng Son nghĩ rằng là các bạn trẻ nên có những cái bộ lọc. Mình sẽ lựa chọn những ca khúc mà có chất lượng để nghe. Về chất lượng là về thẩm mỹ, về văn học, về nghệ thuật, hướng đến những cái điều tương lai tốt đẹp, đến những cái hy vọng, chứ không nếu mà mình cứ hát những cái ca khúc mà nó quá dễ dãi hoặc là nó quá bi lụy hoặc là nó quá ủy mị ấy, thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm sinh lý của con người mình. Và nhất là các bạn là những người trẻ thì các bạn hoài bão rất là nhiều, các bạn cầm một tương lai ở phía trước, các bạn phải rất là nỗ lực hết mình, bất cứ ai đều như vậy cả. Thành ra nếu mà các bạn đã sớm mà đã ủy lụy hoặc là bi lụy hoặc là xến quá thì là cái điều đấy Giáng Son thấy cũng khá là ảnh hưởng. Thế nhưng mà Giáng Son nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ rất là nhiều bạn, chúng ta có thể nghe nhạc được tất cả mọi nơi trên thế giới với cái thế giới phẳng này. Thành ra là các bạn hãy lựa chọn cho mình những cái dòng nhạc hoặc những cái ca sĩ mà nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng về chất lượng đó. Thế thành ra là mình hãy lắng nghe âm nhạc họ, và âm nhạc sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều điều bổ ích trong cuộc sống, cho cái nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta được trong lành, được thiện lành hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ca nhạc sĩ Giáng Son. Và kính thưa quý vị, và hiện tại Linh Nga đang thấy rằng là có rất nhiều khán giả đang có đăng ký CD của ca nhạc sĩ Giáng Son. Vậy hãy ngay lập tức để lại địa chỉ cũng như số điện thoại để ekip của chúng tôi có thể kịp thời liên hệ cũng như là trao quà tặng của ca nhạc sĩ Giáng Son đến toàn thể quý vị. Và thưa quý vị, cuộc vận động tháng âm nhạc bài ca Điện Biên vẫn đang tiếp tục diễn ra. Và chính vì vậy, Hội Nhạc sĩ Việt Nam trân trọng kêu gọi các nhạc sĩ trên cả nước hãy tiếp tục tích cực, hăng hái tham gia cuộc vận động với tinh thần 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bằng cách tương tác với chúng tôi, like, share và comment vào những tác phẩm được đăng tải dự thi trên nền tảng mạng xã hội TikTok chính thức của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và nét mới trong cuộc vận động sáng tác tháng âm nhạc bài ca Điện Biên năm nay là chúng tôi sẽ có thêm một giải sáng tác được khán giả yêu thích nhất. Và chính vì vậy, hãy tương tác với chúng tôi thưa quý vị. Và tới đây thì chương trình Tháng âm nhạc bài ca Điện Biên xin được khép lại. Một lần nữa cảm ơn ca nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Huyền Anh Yoko, nhạc sĩ Trần Đức Minh và ca sĩ Viết Danh đã nhận lời tham gia chương trình và có những phần trình diễn với những phần chia sẻ rất tuyệt vời, góp phần làm nên thành công của chương trình Tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Và cảm ơn sự bảo trợ truyền thông của TikTok Live Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào 20 giờ tối thứ Bảy tuần sau.